không có đâu xa, chỉ trước đây khoảng tầm từ tháng 3 thôi thì 3070T hay 3080 vẫn đang là tràn ngập trên các kệ hàng của Hacom, tất cả các đại lý bán lẻ khác. Và ngay thời điểm trước khi mình quay video này thì chúng mình vẫn còn khá 3070T trên các kệ hàng, em mua là vẫn có. Và không phải nói điêu nhưng mà với cái tầm giá khoảng tầm 16 đến 20 triệu thì 3070T, 3080 vẫn là cái lựa chọn mua hàng có vẻ khá là tốt và ổn, tại vì chúng ta không có đầu bốn nào ở đấy mà. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn vào 8:30 tối hôm qua khi mà Nvidia cho ra mắt 4070 và tràn ngập tất cả các review trên mạng. Nếu xét cái mức giá 4070 khi ra mắt ấy, bây giờ thì nó chỉ nằm giữa, tức là nó nằm đắt hơn 3070 và nó rẻ hơn 3080 thì chuyện nó khá là bình thường, và tại vì thế hệ sau bao giờ cũng đắt hơn thế hệ cả trước một chút mà. Nhưng nó rẻ hơn 3070 thì lại chuyện rất là bất bình thường, tại vì hiện tại đồng loạt tất cả các thương hiệu lớn như là Asus, Gigabyte, MSI, theo mình nhận được thông tin thì họ đều có mức giá khởi điểm cho RTX 4070 chỉ từ khoảng tầm 16 triệu năm thôi, là một cái mức giá nó chỉ rẻ hơn 3070 hiện tại nhá. Nó rất là kiểu mình bị sốc ý, tại vì thời điểm 4070 trước đây ra mắt ý, thì mức giá nó rất là ngáo, và Hoàng đã có một cái video đấy rồi và hoàn toàn anh em có thể xem lại, và chúng mình cũng khuyên là anh em có thể tìm chiếc 3090 để mua thay vì 4070, tại 4070 mức giá nó khá là cao, nó gặp khá là nhiều vấn đề về tương thích với cả cây. Nhưng với 4070 thì là chuyện khác, với cái mức giá dưới 17 triệu này thì nó rẻ hơn 3080 khá là nhiều, và nó thỉnh thoảng còn rẻ hơn vài mẫu 3070 khác đang trên thị trường, mà đấy chỉ là giá web thôi nhá. Còn nếu anh em muốn có giá tốt hơn thì có thể gọi thử đến số của hãng hotline của Hacom là 1900 1903, anh em sẽ có những mức giá gọi là có tuyệt vời hơn cả mức giá mình vừa nói xong đấy. Đầu tiên để phân tích cái 4070 này thì mình có đi gọi là vòng quanh thế giới trên mạng, và mình xem những cái bài review của những trang công nghệ nổi tiếng trên thế giới thì họ đều có mức kết quả chung, đó chính là 4070 sẽ mạnh ngang khoảng tầm 3080 ở mức hiệu năng gọi là sức mạnh cơ bản đấy. Tức là anh em mức chênh nó khoảng tầm 1-2% thì không đáng kể, và anh em không thể nào gọi là cảm nhận được khi mà chơi game đâu, nhìn chung là bằng. Và hiệu năng đấy, tức là khi anh em bật DLSS2 và bật Ray Tracing, tức là những cái mà trên 4070 có và 3080 cũng có. Nhưng câu chuyện đấy nó lại khác hoàn toàn khi mà anh 4070 anh em có một cái đó chính là DLSS3 Frame Generation, hay mình gọi tắt là DLSS3 ở phía sau nhá, mình sẽ gọi DLSS3 thôi. Và khi bật DLSS3 thì anh em lại có mức hiệu năng, đó chính là khi 4070 bật DLSS3 thì mức frame của nó sẽ là ngang với cả 3090 khi bật DLSS2. Thì anh em chơi game thì cần một cái đó chính là FPS càng cao càng tốt, thì DLSS3 Frame Generation cho anh em một cái hiệu năng FPS rất là cao và hoàn toàn đủ sức mà sync trên màn 2K với những chiếc màn có G-Sync như hiện tại như thế này. Và anh em cái giá phải trả đổi lại ấy, đó chính là việc anh em dùng DLSS3 sẽ có một chút artifact, nhưng mà cái đấy chỉ hiện rõ khi mà anh em gọi là cực kỳ chú ý và anh em gọi là dừng lại khung hình để xem như thế nào. Nhưng mà với hiện tại hoạt động qua mắt người bình thường ấy, thì anh em gần như không thể phát hiện được sự khác nhau giữa DLSS3 Frame Generation và DLSS2. Nhưng mà điểm hơi đáng tiếc một chút đó chính là hiện tại DLSS3 chỉ có trên một vài game mới, game AAA thôi. Hiện tại thời điểm mình làm video có khoảng tầm 35 game họ đang hỗ trợ DLSS3. Thì một vài game cũ bắt đầu update, kiểu Cyberpunk 2017 thì cũng đã có DLSS3 rồi. Và bất cứ một game nào có DLSS3 thì hiệu năng chiếc 4070 này phải nói là cực kỳ đáng sợ và nó rất là cao. Còn với những game cũ, game chỉ có DLSS2 hay DLSS thì chiếc 4070 này nó vẫn cho anh em một hiệu năng là ngang 3080 với một mức giá gọi là rẻ hơn khá là nhiều. Nhưng mà nếu anh em nếu không quan tâm đến DLSS3, tại vì anh em chơi game không có cái đấy, anh em chơi những game eSports thì những game khác chẳng hạn, thì anh em vẫn có một cái đáng quan tâm nếu anh em mua mới bây giờ ấy, thì 4070 nó sẽ có một cái hiệu năng ngang 3080 với cái mức tiêu thụ điện năng nó chỉ khoảng tầm 2/3 thôi, tức là khoảng tầm hơn 200W một tí. Và vì vậy thì tương đương với lượng điện tiêu thụ nó ít như vậy thì cái mức nhiệt năng tỏa ra của 4070 cũng rất là mát. Và minh chứng điều đấy thì mình hiện tại thấy tất cả những cái phiên bản hiện tại các hãng họ ra mắt ý, đều có tản nhiệt chỉ khoảng tầm 2.5 slot thôi, so với những chiếc 4080, 4090 là 3.5 slot, thì 2.5 slot bây giờ được tính là một cái độ dày nó khá là mỏng. Và đặc biệt những phiên bản như Asus Duo thì họ còn chỉ có 2 quạt thôi và kích thước nó khá là nhỏ gọn, nên là anh em có thể yên tâm về phần tương thích với cây. Và một cái nữa về vấn đề tương thích với cây ý, thì trước đây anh em mua 4070T, anh em có một cái rất là lo ngại, đó chính là vấn đề đầu nguồn 12 pin ở trên chiếc cạc. Nó sẽ phải đúng tiêu chuẩn NVDA, tức là từ đầu cắm nguồn đến phần kính, phần ngoài cây nó phải tối thiểu là 3cm để không xảy ra tình trạng gọi là chập cháy và nguy hiểm đến cạc. Thì nhiều anh em có thể nhìn thấy khá là ngại về vấn đề chọn cây, ví dụ nó chẳng may nó thấp hơn 3cm, nó cháy nổ thế nào thì mình lại hết cái mà chơi. Thì đấy là một cái rào cản của anh em đến với 4070T. Nhưng 4070 thì NVDA bằng một cách nào đó thì mình thấy tất cả các hãng cạc bây giờ họ đều dùng đầu nguồn 8 pin cơ bản của nguồn, nên là anh em sẽ không phải lo về vấn đề dây bị gập
nhỏ hơn 3 phân tại vì nó không dùng đồng nguồn 12 pin mới, họ chỉ dùng đồng nguồn 8 pin cũ mà thôi. Nên sẽ chỉ có hai thứ mà anh em cần quan tâm, đó chính là độ dài của cây có đủ hay không. Và thứ hai đó chính là phần công suất tối thiểu của nguồn có đáp ứng đủ cho bộ máy theo yêu cầu của Nvidia hay không thôi. Còn đồng nguồn mới không quan tâm, bây giờ 4070T anh em có đâu dùng đồng nguồn cũ, rất là dễ tương thích với các nguồn cũ luôn. Nói chung nhìn lại với cái mức giá 4070 bây giờ với hiệu năng mà mang lại cũng như điện năng, thì anh em nào mà mới mua 3070T, mới mua 3080 thực sự là tiếc hùi hụi luôn. Ai không chưa mua thì sướng, tại vì chưa mua các bạn đợi 4070 có hàng, các bạn mua là các bạn được tất cả mọi thứ rất là mới với mức giá gọi là rẻ, rất là rẻ so với cả những con 3080 mà hiệu năng nó ngang bằng mà. Nói chung những người mà không quan tâm và không tiếc ấy chỉ có hai loại thôi. Một là những người các bạn không có đủ tiền mua, các bạn không có nhu cầu mua bây giờ. Và thứ hai đó chính là những bạn gọi là quá nhiều tiền mà chỉ quan tâm đến 4080, 4090 thôi. Còn những ai mà đang mua và đã mua trong cái tầm giá 20 triệu, 17-20 triệu này thì bây giờ thực sự là tiếc. Tại vì 4070 bây giờ mức giá nó quá là rẻ và nó rẻ hơn 3080, rẻ chỉ gọi là ngang 3070 mà thôi. Đại khái với mức giá hiện tại như thế này thì những chiếc 3070, 3080 trên thị trường đều sẽ phải thuộc danh sách gọi là xả hàng để có thể gọi là bán được. Còn nếu không bằng giá như này thì chả ai dạy gì đi mua 3070 Ti, 3080 cả, mua 4070 cho sướng chứ. Và kể cả không phải 3070 Ti đâu, mà kể cả 3070 với những chiếc đang có tồn trên thị trường nó khoảng tầm 15-16 triệu ấy, thì cũng chả ai mua đấy làm gì cả. Phải xả khẩn để có thể gọi là bán được, đón chờ 4070 đi về. Và với cái Nvidia họ ra mắt một cái quân bài gọi là có giá cực kỳ gắt như này thì mình thấy người sướng thứ nhất đó chính là các bạn mà chuẩn bị mua máy và các bạn có nhu cầu mua cả trong cái tầm giá khoảng tầm 17-20 triệu như này, là các bạn cực kỳ sướng, các bạn tận hưởng công nghệ mới, các bạn tận hưởng mức giá rất là rẻ. Và cái thứ hai đó chính là mình nghĩ là Nvidia họ đã xử lý xong cái đám 3000 của họ rồi, bây giờ họ ra một con bài át chủ lực là 4070 để có thể gọi là chiếm lĩnh lại cái phần thị trường mà họ đang bị kêu ca quá nhiều với sự flop của 4070T, 4080 các thứ. Chỉ có khổ là những ông đại lý, những kiểu những đơn vị kinh doanh họ kiểu tọt tồn 3070T, 3080 thì bây giờ phải xả hàng mà thôi. Và anh em nếu mà chuẩn bị mua máy với tầm giá khoảng tầm 40-50 triệu ấy thì anh em hãy chờ nhá, chờ 4070T. Và đến lúc mua máy anh em có thể đến Kacom của chúng mình, và chúng mình có rất nhiều chương trình ưu đãi không chỉ cho cặp màn hình đâu, và cả những bộ máy các bạn build đều có khuyến mãi giảm giá rất là nhiều nhá. Còn bây giờ thì mình đây chỉ là một video nhanh về những chiếc 4070 vừa mới ra mắt mà thôi. Còn mình sẽ có video sâu hơn và khi mình nhận được chiếc 4070 chính thức trên tay bằng xương bằng thịt. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.